Trại bò tự chiến nay ngày ngày 19 tháng 10 năm 2020. Bò vị đại gồm có Barbie cơ bắp, hấp kem, Barbie kem, Barbie bông, Barbie đen. Mời anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem tham khảo. Thấy gì tính nuôi bò khoái khoái bắt vài cặp bò của béo, mình có xe nhà giao tận nơi ha. Đây nguyên lô bò lỡ về rất đông. Tôi tập thể phần phần đặt tặng phần đầu phần viêm vai phần phần linh nghĩ xem ha. Nghĩa nguyện con số 1 là con bò hấp đỏ màu lam lam. Con số 14 là con bò lỡ. Con số 2, con số 15, con số 5, con số 6, con số 7, con số 10 là con bò cơ bắp, con số 9, con số 17 là ba B, con số 33, 13, con số 11, số 16, con số 3, địa chỉ tại mình là hương lộ 19, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, gần nhà thờ Dòng Dầu. Mình đến tỉnh Bến Tre, nam cánh từ Vũng Tàu, Lâm Đồng đi vô tới Sài Gòn, xuống tới cầu Rạch Miễu, xuống chạy bò 30 cây ha. Cánh từ Củ Chi, Đồng Nai, Bình Dương xuống tới cầu Rạch Miễu, xuống chạy bò mình là 30 cây. Cánh từ Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cao Lãnh, Lấp Vò, Đồng Tháp, An Giang, xuống tới thành phố Vĩnh Long, xuống chạy bò mình là 25 cây. Con số 9 là con bò cơ bắp, con số 10 là con bò cơ bắp màu xám chì. Nhiều bò lỡ ở đây nhiều lắm. 8 con bò lỡ lứa. Mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền sau này nuôi chất lượng thịt đạt rất cao ha. Mình đã tuyển chọn rồi, bà con yên tâm, mình đã tuyển chọn những con mẹ lớn nền sau này nuôi chất lượng thịt đạt rất cao. Ghim vai ha, đòn xương thành thẳng băng luôn. Bò cực kỳ á, cực kỳ đẹp. Hai cái con ba bê cơ bắp này là rất là duyên dáng ha, nó ghim vai lên nách nè, nó còn gọi là sáu múi nè. Tốc độ thịt nó lên rất là nhanh so với thường. Chị này bên Vĩnh Long chỉ qua với bò bộ béo. Con bò đó có 24,5 triệu chị. Dạ dạ. Xương đòn ngon lạnh luôn. Đòn xương ha. Có 24,5 triệu. Giá rất mềm.